Chào mừng các bạn đến với kênh Mr. Zero. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Đừng quên theo dõi Mr. Zero thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Và nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào! Bóng đá là một môn thể thao đồng đội, đó là điều ai cũng biết. Và dĩ nhiên, nếu mà một cầu thủ quá ích kỷ, luôn muốn tỏa sáng ở những pha bóng cá nhân thì rất khó tồn tại lâu dài trong đội hình. Dĩ nhiên điều đó cũng đã để lại những ấn tượng xấu trong mắt đồng đội và người hâm mộ bóng đá. Sau đây hãy cùng chúng tôi điểm lại một số tình huống ích kỷ mang tính cá nhân trên sân cỏ và phản ứng đồng đội trước những pha bóng như thế. Tình huống diễn ra trong trận đấu Leverkusen tiếp Barcelona trên sân nhà, Karim Belarabi đã quyết định sút xa thay vì chuyền bóng, khiến Javier Hernandez phải nổi nóng vì pha bóng có phần ích kỷ đó. Tiền vệ Mason Mount đã tỏ ra thất vọng sau thất bại 2-3 của Chelsea trước West Ham tại vòng 15 ngoại hạng Anh. Mặc dù ghi bàn trong trận đấu, nhưng mà lẽ ra anh đã giúp cho Chelsea có cơ hội có thêm một bàn nữa nếu mà thi đấu đồng đội hơn trong pha bóng này. Và chắc bạn cũng không còn xa lạ gì với tình huống này đúng không? Tranh bóng với đồng đội để rồi cuối cùng mất cả chì lẫn chài luôn. Trong một pha tấn công của PSG đầu trận, Neymar có bóng bên cánh trái, Mbappe lập tức ập vào với ý đồ là đón đường căng ngang từ ngôi sao Brazil. Thế nhưng Neymar quyết định dứt điểm không thành công. Đến phút 88, Mbappe bị thay ra, còn De Rasler vào sân. Chỉ vài giây sau, Neymar nhận bóng ở trung lộ rồi chuyền sang bên phải cho De Rasler nhận bóng trong cấm địa. Đối mặt với thủ môn, De Rasler sút dìm ấn định tỷ số 2-0. Trên ghế dự bị, Mbappe ngồi gác chân lên ghế phía trước của đồng đội, tỏ mặt không vui. Mbappe nói với đồng đội Ganagueye ngồi bên cạnh: "À, thế mà anh ta không chịu chuyền cho tôi ở tình huống tương tự." Sadio Mane trong tình huống này đang ở trong tư thế trống trải và xin bóng, nhưng Mohamed Salah không chuyền. Salah ngoặt bóng sang chân không thuận và bỏ lỡ cơ hội trong sự bực tức của Mane. Đúng là trong tình huống đó, thủ môn Blay sẽ không thể cản phá và Mane sẽ ghi bàn dễ dàng nếu mà nhận được đường chuyền. Nhưng tiền đạo người Ai Cập đã quyết định sút và thất bại. Ngôi sao Senegal thể hiện thái độ giận dữ ra mặt và kêu ca phàn nàn khi thầy ra sân. Một hình ảnh xấu xí xảy ra trong trận đấu giữa Fulham và Huddersfield. Phút 82, đội bóng thành London được hưởng phạt đền và tiền đạo Mitrovic đáng ra là người thực hiện như được phân nhiệm vụ từ trước. Tuy nhiên, Aboubakar Kamara bất ngờ giữ khư quả bóng và tranh phạt đền với đồng đội. Bất chấp Mitrovic có lời giải thích, nhưng mà Kamara cương quyết muốn đá penalty, thậm chí còn lời qua tiếng lại với người đá cặp với mình trên hàng công. Và xui thay, Kamara đã đá hỏng quả phạt đền mà mình bất chấp tất cả để giành giật. Một khoảnh khắc xảy ra vào ngày 17 tháng 11 năm 2010 trong trận giao hữu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, nhưng mà đến hôm nay nó vẫn còn đọng lại trong tâm trí người hâm mộ. Người đồng đội trên tuyển Luis Nani mắc sai lầm khiến cho Ronaldo tức giận đến nỗi anh giật phăng tấm băng của đội trưởng trên tay rồi ném đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Lý do là bởi Nani dù đang trong tư thế việt vị nhưng mà vẫn tham gia vào tình huống tấn công ở trận đấu gặp Tây Ban Nha, để rồi khiến cho Ronaldo mất đi một siêu phẩm cực kỳ ngoạn mục. Cùng lao vào đón đường kiến tạo thuận lợi của Chicharito, nhưng mà Ronaldo lại không thể đệm bóng vào lưới trống bởi Apeloa đã thay anh làm việc đó. Sau khi Apeloa chạy ra ăn mừng cùng các đồng đội, Ronaldo tiếp tục sút mạnh vào quả bóng như để thể hiện sự không hài lòng. Anh này sau đó còn tiếp tục lắc đầu trong lúc Coentrao chia vui với Apeloa ngay bên cạnh. Trong tình huống này, Ronaldo tức Mason Greenwood bởi đàn em đã chơi quá cá nhân, chọn dứt điểm trong tình huống khó thay vì chuyền cho anh đang ở thế thuận lợi hơn trước cầu môn đối phương. Fan MU cũng đã chỉ trích Greenwood vì điều này. Trận thắng tối thiểu của Liverpool ở lượt đi vòng 32 đội khi mà giành đá quả phạt đền cuối trận, nhưng mà Mario Balotelli giành lấy bóng và muốn là người thực hiện cũng đã lên tiếng tranh luận. Henderson sau đó đã nhường quyền đá phạt đền cho Balotelli, tránh mâu thuẫn diễn ra trên sân. Rất may, cuối cùng tiền đạo Italy sút phạt đền và ghi bàn duy nhất.
Trong tình huống này, Ronaldo đã cầm bóng và chuẩn bị thực hiện cú sút, nhưng mà khi được Xabi Alonso đề nghị nhường lại cơ hội ghi bàn vì anh chưa ghi được bàn thắng nào cho Real. Và sau đó, Alonso đã thực hiện thành công quả 11m, nhưng mà ống kính truyền hình lại bắt được thái độ thờ ơ của CR7 trước bàn thắng này. Trong trận gặp LA Galaxy ở chuyến du đấu trước mùa giải 2012-2013, Balotelli có cơ hội rất ngon ăn trong vòng cấm đối phương. Tuy nhiên, thay vì tung ra cú sút, Super Mario lại quay lưng đánh góc nhẹ nhàng đưa bóng ra ngoài. Kết quả, Balotelli bị Di Zecco mắng cho một trận. Còn huấn luyện viên Mancini quyết định rút anh ra nghỉ ngay sau tình huống xúc phạm đội bạn. Phút thứ tư trận đấu với Lokomotiv Moscow, Ronaldo suýt chút nữa đã có bàn thắng từ chấm đá phạt trong màu áo Juventus. Thủ môn Guillemi phán đoán sai và để bóng lọt qua hai chân, Aaron Ramsey ngay lập tức băng vào đá bồi tung lưới chủ nhà. Nhiều cổ động viên cho rằng nếu mà không có tác động của Ramsey, bóng vẫn sẽ lăn qua vạch vôi, đồng thời bàn thắng sẽ được tính cho Cristiano Ronaldo. Ramsey sau khi ghi bàn cũng có cử chỉ như lời xin lỗi với đàn anh sinh năm 1985. Màn tranh giành suất bên của bộ đôi PSG Neymar và tiền đạo Cavani từng tạo ra ấn tượng xấu xí cho sân cỏ bóng đá thế giới. Cả hai không chỉ tranh giành nhau một quả penalty mà còn ẩu đả trong phòng thay đồ, bỏ theo dõi trang cá nhân của nhau. Nội bộ Everton đã có tình huống lục đục trong trận thắng 2-0 trước Brighton hồi tháng 8 năm 2021. Cụ thể, tình huống xảy ra ở phút 56, Everton được hưởng một quả phạt đền sau khi Joan Veltman phạm lỗi với Seamus Coleman trong vòng cấm. Richarlison lầm lì cầm bóng với ý định thực hiện quả 11m. Tuy nhiên, Dominic Calvert-Lewin, người được chỉ định ưu tiên đá phạt đền của Everton, đã ngăn cản Richarlison. Sau đó, Andros Tausen, Lucas Digne và Coleman cũng chạy đến can ngăn, buộc cho tiền đạo Brazil phải giao lại bóng cho Calvert-Lewin, bất chấp sự căng thẳng từ phía Richarlison. Calvert-Lewin đã không mắc sai lầm nào để mà thực hiện thành công quả penalty. Hồi còn chơi bóng cho Inter Milan, Balotelli cũng gây tranh cãi với việc giành quyền đá phạt đền từ đàn anh Samuel Eto'o trong trận đấu với Palermo năm 2009. Khi trọng tài vừa chỉ tay vào chấm phạt đền, Balotelli đã cố gắng giành quyền sút phạt với Eto'o, cầu thủ chuyên được giao trọng trách đá phạt đền ở Inter thời điểm đó. Chẳng may cho Mario là thủ quân Javier Zanetti đã có mặt để yêu cầu tiền đạo trẻ cần phải cư xử đúng mực. Vừa rồi là những pha bóng ích kỷ mang tính cá nhân trên sân cỏ. Đừng quên nhấn like và nếu thấy video hấp dẫn nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.